thiệt nhà chồng là sợ lắm. Tại vì thường á là mấy cô hoặc là mấy bà thím á hay nói là sao không chịu đẻ đi, cưới lâu quá rồi không đẻ, nín riết rồi mấy mốt không đẻ được, tụi bay không lo đẻ đi, tụi bay dở quá, người ta cưới sao mà người ta có con trước, tụi bay không lo đẻ đi, bà nội bà có cháu trước thì bà cưng đứa cháu nó trước cho coi. Để tự nhiên lúc đó mình nghe mình không biết trả lời phải sao hết, cái mình đứng nước mắt mình tuôn trào ra, mình dừng không được. Cái ngày đầu tiên mà mẹ chồng gặp cô con dâu Phương Trinh này á thì mẹ chồng ấn tượng điều gì? Con trai mình với lại Ngọc Trinh đây á là bạn học chung trường, hai cháu thì đi học, mình cũng không có nghĩ là Trinh là dâu của mình nữa. Dạ. Trong thời gian mà con trai của mình nó bị tai nạn đó thì nằm ở dưới bệnh viện Chợ Rẫy á, thì cô Trinh có đến đó là chăm sóc con của mình. Trong thời gian đó thì mình mới để ý tới là cô này là hiền, cái thứ nhất, cái thứ nhì nữa là nói chuyện thì lễ phép, tới đó là mình mới là có ấn tượng. Dạ. Thôi thấy chăm con của mình là thấy ấn tượng rồi. Dạ. Còn chị thì sao ạ? Mình lần đầu tiên mình gặp mẹ chồng của mình á thì mình ấn tượng như thế nào ạ? Tại vì em với chồng em quen nhau từ thời học cấp 3, cái lúc đó mới quen chồng được vài tháng á. Thì bữa đó đi ra ngoài đường thấy chồng chở một cái người mặc quần đùi mà áo sát nách mà trắng bóc à, mà dáng mignon lắm, sexy lắm, chạy lướt qua một cái thì mình nhìn không rõ, nghĩ là chắc rồi bắt cá hai tay rồi. Qua ngày hôm sau thì đi học á, nó gặp chồng hỏi rồi trời hôm qua chở ai vậy, cái chồng mới nói chở mẹ đó. Mình đâu tin đâu, nói trời mẹ gì mà trẻ mà đẹp mà trắng dữ à, mà mặc đồ sexy dữ à. Thì chồng mới nói là trời mẹ Phương trẻ lắm, bạn bè cứ nghĩ là chị thôi hoặc là bạn chứ không có nghĩ mẹ. Đó là cái ấn tượng đầu tiên mà thấy mẹ là sexy với lại skin. Dạ. Nhưng mà khi mà mình đã quen con trai của mẹ rồi, mình về mình gặp thì lúc đó mình nghĩ sao vậy mẹ? Lúc đó mình gặp mẹ thì mình mới nhận thấy là mẹ phóng khoáng thoải mái. Dạ. Nhìn mẹ thoải mái thì mình rất là vui, mình hạnh phúc. Hai mẹ con hợp nhau điều gì nhất? Hợp là cách nói chuyện, cách cư xử, lễ phép, nó là hiền, biết thương con của mình nữa. Thì nên là thôi mình phải chọn người này làm dâu mình thôi. Rồi con dâu, con thấy điều gì con hợp với mẹ con nè? Làm dâu ba mẹ thì mẹ thoải mái lắm, nhiều khi á những ngày nghỉ á là mẹ sáng mình còn ngủ, 7 giờ mình còn ngủ, mẹ em đi mua sẵn đồ ăn sáng về, xong rồi mẹ gõ cửa phòng cái mẹ hò đầu vô, mẹ nói mẹ mua đồ ăn sáng rồi nha, xíu vậy ăn. Lúc đó là mình mới cưới hay là nó liên tục như vậy luôn hả chị? Liên tục đến bây giờ. À, tới bây giờ luôn, 5 năm rồi. Dạ, tại vì đi dạy ở Sài Gòn nên là thường về nhà là cuối tuần. Dạ, nên là nếu mà ở nhà mẹ thì mẹ cứ chăm lo như thế. Dạ. Ủa vậy, mẹ có mấy người con? Dạ, mình được có 2 người con mà trai hết. 2 đứa trai hết luôn, vậy là có 2 con dâu. 2 dâu. Vậy 2 con dâu cũng ngủ tới chính bây giờ luôn. Dâu cũng đi làm công nhân. À, rồi có bao giờ 2 con dâu nấu cơm gì cho mình ăn gì không? Đi làm chỉ nghỉ được có bữa chủ nhật thôi. À. À, thì ngày đó thì mình thường nấu những thức ăn này đó, mình kêu về ăn vậy thôi là mình làm hết. Giống như là một cái ngày chủ nhật là cái ngày để mà tụ họp gia đình lại, xong rồi mẹ lại vô bếp nấu luôn. Đúng rồi. Luôn. Tại vì mẹ em nấu ăn rất là ngon, mà ba chỉ ăn được đồ ăn của mẹ nấu thôi, ba không chịu đồ ăn của ai nấu hết. Dạ. Anh chồng cũng là đầu bếp. Chồng cũng là đầu bếp, nhà là toàn đầu bếp hết, nên là hai dâu mà vô cũng bếp. Mình đầu bếp nhưng mà mình không có bằng, như là mình nhà nấu đám như nhà dòng họ bà con vậy đó, kêu mà lại đã nấu bao nhiêu bàn vậy, đám giỗ này nọ hay là đám cưới nhỏ nhỏ thì kêu mình 20-30 bàn này nọ thì mình cũng đảm trách. Mẹ chồng thấy có điều gì mình chưa hợp với con dâu thì có một điều là mình hôm nay thì mình nói cho dâu hiểu cho mình là có một điều vậy nè, thì con mình thì nó nhậu rồi vui vẻ với bạn bè, về thì hơi muộn, thì cái cô này về muộn thì cái cô này nhùng nhằn, nó là hay nhõng nhẽo. Dạ, giống con đó cô. Dạ. Hơi nhõng nhẽo, hơi khóc rồi bắn vú,
Với có khi là lúc mà hai đứa nó còn ở dưới thành phố để đi làm, đứa thì đi làm, đứa đi dạy á, thì nửa đêm cái anh kia thì ảnh làm ở trong nhà hàng á, rồi tối rồi nhậu nhẹt với bạn bè, rồi xong rồi quên giờ về. Rồi tới hồi cô này điện thoại thì anh kia khóa máy đi, thì cô này mới điện cho mình, thì nửa đêm mà nửa đêm thì chú Linh biết rồi đó, nửa đêm mà điện mình không biết chuyện gì nó, rồi xong rồi điện xong rồi cô khóc nữa, nhõng nhẽo nữa, thì cái gì cái với ông đàn ông mà ta nhậu thì ta vui vẻ rồi ta cũng chơi thôi. Không cô ơi, mình khóc lắm. Dạ. Nhà mình ngủ không được cũng khổ. Dạ khổ lắm cô, phụ nữ mình là chồng mà con mà đi nhậu mà quên vợ quên con ở nhà tuổi thân á cô. Bản thân con nãy cô kể thôi cũng thấy giống cô dâu quá thiệt, nhiều khi chồng con ông phải đi tiếp khách cho nên là đâm ra là đi xong rồi có quên về. Quên về ở đây có nghĩa là ngồi nói chuyện hết chuyện này tới chuyện kia, cái nói xong cái điện thoại hết pin. Điện thoại hết pin thì con gọi không được. Thứ nhất là mình ở nhà mình lo. Thứ hai là suy nghĩ bắt đầu là phụ nữ mà cô. Bắt đầu suy diễn. Suy diễn chắc đang đi với con nào đây nè. Cho nên là không có chuyện nghe điện thoại rồi tắt nguồn. Rồi tại sao đi nhậu giờ này chưa về. Đúng không anh Linh? Đúng. Cho nên là phụ nữ là mình khổ một cái là mình bị suy nghĩ quá nhiều. Cho nên là nãy nghe kể vậy thấy cũng đồng cảm với cô dâu một xíu. Nhưng mà lúc đó khi mà cô dâu mét mẹ chồng như vậy thì cô như thế nào hả cô? Cô cũng vẫn ăn ủi thôi, nói thôi con ngủ đi, cái gì cái, ngủ là sáng còn phải đi làm. Để chút xíu để mẹ điện rồi mẹ kêu nó về cho. Dạ. Thì, nhưng mà cũng khổ lắm, ngủ không được rồi cứ điện rồi bắt đầu mình đây thì mình không biết đứa nào trúng, đứa nào trặc, nhưng mà con mình thì mình cứ rày trước đi. Dạ. Mình rày trước đi rồi tính sao. Còn em á, cứ mỗi lần mà chồng em đi về trễ đúng không, qua ngày hôm sau cứ canh ba dậy, thường là 9 giờ sáng mình mới gọi chứ sáng sớm ra mắng đốn kỳ quá. Alo dạ ba hả, mình thường ít nói chuyện với ba chồng lắm. Sáng nha, alo dạ ba hả, gì con? Dạ ba tối qua chồng con đi tới 1 giờ sáng mới về lận á, ba chị giùm con đi chứ con mất chị rồi. Ừ vậy đó ba. Ba cúp máy một cái là ba gọi nè, mẹ gọi nè, chị hai gọi, chị ba gọi, anh bốn gọi, năm gọi, gọi 9 bà chị chồng gọi, tao nói nát máy ông chồng em luôn đó. Có nghĩa là con không có nói trực tiếp với à, quá giờ ông chồng cũng khổ quá, nhậu quá một cuộc mà tới cả chục người gọi nguyên gia đình. Không phải, tại con tức quá, một tuần 7 ngày đi nhậu hết 6 ngày tức không, vì làm ăn mà, do làm ăn mà không. Rồi bây giờ thì đâu mình đưa qua cô dâu mình tâm sự bên kia, hai người chị em á coi như là cùng làm dâu đó. Nói chuyện nãy giờ thấy câu chuyện của cô dâu với lại câu chuyện của con hơi giống rồi đó. Mời cô dâu qua bên này nha, chồng để này mình tâm sự. Nhưng mà hình như chồng con đi nhậu nhiều không chồng cô dâu đó. Nhà chồng con nhậu lại bớt rồi chú à. Giờ nãy có nghe cô dâu nói là mình lấy chồng được 5 năm rồi đúng không? Mà bây giờ mình mới thả baby được có 5 tháng rưỡi. Là tại vì đó là mình kế hoạch hóa gia đình hay là như thế nào hả cô dâu ha? Dạ em kế hoạch là 2 năm đầu, đến năm thứ 3 thả, nhưng mà thả hoài đến năm thứ 5 á thì không có. À vậy là 3 năm trời mình thả liên tục luôn mà không có. Dạ đúng rồi. Vậy thì không biết là lúc đó là mình có lo lắng rồi hai vợ chồng có đi khám bác sĩ này kia không? Dạ có chị, nói chung là mong lắm luôn, thả một năm đầu năm thứ 3 đó mà không dính đó là hai vợ chồng lo lắng lắm. Mà đi khám bác sĩ á, thì bác sĩ bên Tây Y á thì nói là khám bình thường, vợ chồng bình thường. Rồi cứ kia bác sĩ nói là về cứ thả tự nhiên đi, rồi một năm sau mà không có thì mới lại. Dạ. Rồi về cũng đi uống thuốc Bắc, rồi thuốc Nam, đủ kiểu hết, nhưng mà cũng không có. Mình cũng lo, mình nghĩ chắc là trời chưa có cho, chưa có thương. Dạ. Dạ đúng rồi, con cái là trời cho. Dạ. Nhưng mà lúc đó khi mà mình đi khám xong rồi mình về rồi mình có dám nói với mẹ không? Dạ mẹ cũng hay hỏi, nhưng mà mình nói với bác sĩ nói là bình thường. Dạ thì mẹ cũng hay hỏi thăm, nhưng mà mẹ thì cứ nói là thôi cứ để tự nhiên đi con, bình thường là cũng từ từ cũng có thôi. Bên nhà chồng đặc biệt là ba mẹ chồng chưa bao giờ mà gây áp lực cho em về cái vấn đề là con cái. Dạ. Tại vì biết sao không? Tại vì em ở quê á, thường là vợ chồng mà lấy nhau về á, nếu mà mình một năm hai năm á là thường là sẽ có con luôn đó. Còn này mình để mình 5 năm vậy thì không biết là mọi người xung quanh thì có nói này nói kia mình không chị ha?
Dạ có chị, nhiều lắm. Em sợ nhất là về đám giỗ, đám giỗ bên nhà chồng, đám tiệc bên nhà chồng là sợ lắm. Tại vì thường á là mấy cô hoặc là mấy bà thím á hay nói là sao không chịu đẻ đi, cưới lâu quá rồi không đẻ, nín riết rồi mai mốt không đẻ được. Có sao giống em dữ vậy? Dạ. Không phải, em thì không có trường hợp như vậy, mà nhiều khi á là mình về mình cúng giỗ xong rồi có đầy đủ gia đình xong rồi thường là mấy cô mấy thím rồi quan tâm thôi. Quan tâm hỏi là kêu là vậy đó, rồi có chưa, rồi kiểu dạng vậy. Dạ. Đó, thì lúc đó chị sao? Thì ngay thời điểm đó thì mình cũng dạ thôi. Nhưng mà hết đám rồi thì mình về mình nói chuyện với chồng á, là khóc. Nguyên một cái thời gian đầu là khóc không à. Nghe tới hỏi những cái điều đó thì mình về nhà mình khóc với chồng mình. Dạ. Thì sau này riết rồi nói riết rồi quen, quen rồi lại thôi. Thậm chí là có một cái lần là hai vợ chồng đang chuẩn bị đóng cửa nhà đi Sài Gòn á. Thì cái bà hàng xóm bà chạy xe đạp ngang qua, bà thấy hai vợ chồng, cái bà thắng cái két lại. Bà hỏi có tin vui chưa. Thì hai vợ chồng nói dạ chưa. Thì lúc đó là anh chồng cưới sau một năm, mà anh chồng cưới thì anh chồng có con liền. Thì bà mới nói là tụi bay không lo đẻ đi, tụi bay dở quá, người ta cưới sau mà người ta có con trước, tụi bay không lo đẻ đi, bà nội bà có cháu trước thì bà cưng đứa cháu đó trước cho coi. Thì tự nhiên lúc đó mình nghe mình không biết trả lời phải sao hết. Cái mình đứng nước mắt mình tuôn trào ra, mình dừng không được. Thì cái mình có điện thoại cho mẹ, mà mẹ chồng á, mình kể với mẹ, mẹ cái bà đó mới nói vậy á, mà vừa kể vừa khóc, vừa nhõng nhẽo. Thì mẹ nói là thôi kệ bà đi, để đó ngày mai mẹ lại nhà bà, mẹ tính bà, mẹ nói chuyện với bà. Có luôn hả chị? Dạ. Yeah. Cô ơi cô, sau khi mà cái cô hàng xóm đó cô đi ngang qua, cô nói vậy rồi cái qua ngày hôm sau thì cô qua nhà bả luôn hả cô? À thì cô hàng xóm nói vậy thì cô Trinh đó là cô khóc rồi với mẹ cô, mẹ người đó nói vậy á khóc. Nhưng mà tôi đây cũng an ủi là bây giờ họ nói thì kệ họ, thì mẹ với ba đây không nói là được rồi, thì cứ sống thoải mái. Khi nào nó có là nó có. Nhưng mà thật sự là, trong. Là mẹ chồng có nôn, có cháu nội không? Thì nôn thì mình cũng nôn. Tại giờ mình cũng năm mấy tuổi rồi, mình cũng trông cho có cháu nội. Mình cũng có được đứa cháu nội rồi. Nhưng mà cũng trông cho trai út mình nó cũng có cháu nội. Thì mình trông thì cũng vẫn trông. Nhưng mà họ nói thì họ nói, mình sống với mình đi, chứ mình sống với người ta mình khổ tâm lắm. Ông xã có áp lực gì không? Thì ông xã hiền lắm, ông cô không nói gì hết. Sao cũng được hết, chừng nào đẻ cũng được. Ông không có thúc hối hay là này nọ. Nhưng mà cô này thì cứ đi đâu về cứ nghe họ nói là cứ khóc. Có bao giờ mà ông xã ông nói là bà có con dâu cũng như không? Con dâu nó không bao giờ nấu cơm nấu nước, không có lau dọn nhà cửa này kia, giờ nó cứ suốt vậy đó. Có bao giờ ông xã nói vậy không? Chưa bao giờ nghe ông nói. Ông chỉ nói hùa mấy đứa cuối tuần nó về thì bà coi làm cái gì cho nó ăn đó. Cứ nói vậy thôi, là kêu mình nấu nướng làm cho nó ăn vậy thôi. Chứ ngoài ra ông chưa bao giờ mà ông nói bắt nó làm này làm nọ. Ông cũng dễ. Dễ. Vậy con dâu khỏe rồi ha. Dạ, không biết là cô dâu với lại mẹ chồng của mình á, ngoài cái việc là khi mà mình khó khăn ba bi như vậy á, thì mẹ chồng với là ba chồng cũng rất là thông cảm cho mình rồi. Nhưng mà những cái sinh hoạt hàng ngày thì mình đi dạy rồi mình về, rồi hai mẹ con có từng hiểu lầm chuyện gì không? Dạ, tại vì sống với mẹ thì như mẹ cũng nói rồi, là mẹ chăm lo hết cho vợ chồng. Mẹ dễ tính, mẹ thoải mái. Hầu như là 5 năm rồi nhưng mà chưa có gọi là có một cái mâu thuẫn gì mà sâu sắc lắm giữa mẹ chồng và đàn dâu. Nhưng mà chỉ mới gần đây thôi là cũng hơi chạnh lòng, hơi buồn một xíu. Là khi mà có bầu á thì mẹ nói là mẹ có nói hai lần là mẹ nói là mốt mẹ không giữ cháu luôn nha. Thì làm cho mình nhớ lại cái câu chuyện của cái bà hàng xóm, tụi bay không lo đẻ đi, tụi bay dở quá, người ta cưới sau mà người ta có con trước, tụi bay không lo đẻ đi, bà nội bà có cháu trước thì bà cưng đứa cháu nó trước cho coi. Lại cái bà hàng xóm hết có cho đầu cái bà hàng xóm nhiều chuyện. Tại vì nhóc con của anh hai á là anh chị đi làm, nên là anh chị gửi cho mẹ từ lúc mấy tháng tuổi á, mẹ phải chăm, mẹ lo cho uống sữa này kia thức khuya thức hôm mấy thằng nhóc nuôi đến bây giờ. Nên là khi mà mình có bầu cái mẹ nói như thế á, cái tự nhiên mình buồn, mình cảm thấy mình chạnh lòng, mình tủi thân. Trong khi con của anh hai á
thì mẹ lại chăm sóc này kia. Dạ. À, tự nhiên cho tới khi mà mình đã khó có baby rồi, bây giờ mình có rồi, có tự nhiên mẹ lại nói như vậy. À, có khi nào chị nói chuyện trực tiếp với mẹ không? Tại sao mình không ngồi lại mình trò chuyện với mẹ, mình hỏi, mình dò la coi thử là ý của mẹ là như thế nào? Nhiều khi á, mẹ nói vậy thôi chứ mai mốt đẻ em bé ra nhiều khi mẹ lại chăm á. Dạ thì em cũng nghĩ vậy, nhưng mà chưa bao giờ em ngồi lại nói với mẹ về cái vấn đề đó. Tại vì thường thì mẹ nói nhưng mà ít khi em trả lời lại mẹ lắm. Em chỉ dạ rồi em cười vậy thôi, cho qua chuyện thôi. À, xong rồi buồn một tuần luôn, không về nhà chồng một tuần, không về, buồn không về. Rồi à, hai vợ chồng đi biển, xong rồi khi đến ngày về á, về ghé nhà ba mẹ thì mẹ mới gặp, mẹ nói trời em bầu. À, lâu quá mới gặp bầu. À, cái mẹ chạy lại mẹ ôm hôn một cái mẹ so cái bụng, mẹ nói là đi chơi vui không con. Cái tự nhiên tất cả mọi thứ, những cái suy nghĩ mà mình buồn trước đó nó tan biến hết luôn, đúng không chị? Dạ, tự nhiên mình thương mẹ. Nói là xong rồi chồng cũng có giải thích cho mình hiểu. Nói là bây giờ mẹ lớn tuổi rồi, nếu mà mẹ chăm em bé mà giống như nhóc lớn nữa đó thì cực cho ba mẹ. Mẹ phải chăm hai đứa, nên là nhiều khi mẹ sợ là khoán cho mẹ, nên là mẹ lớn tuổi mình phải thông cảm và hiểu cho mẹ. Dạ, để cho mẹ được thảnh thơi một chút. Nhưng mà tụi em thì quan điểm của tụi em là có con á thì mình giữ con của mình lo lắng và mình chăm sóc cho nó suốt. Có thể là mình cho về ông bà chơi, để chơi với ông bà, nhưng mà mình không giao khoán. Dạ. Cô dâu ngộ ghê luôn á. Trong đầu á thì nghĩ là đẻ ra là vợ chồng sẽ tự lo, vậy mà tới khi mẹ chồng nói như vậy á thì lại buồn. Yeah. Mà hay thiệt á. Rồi giờ cô ơi, rồi lúc đó cô nói như vậy với con dâu là sao vậy cô? Tại vì á là cô nghĩ như vậy nè, cô nghĩ là bây giờ cô có hai thằng trai, trai lớn thì cô cũng có cháu, cô cũng có cháu nội rồi, nhưng mà bên chị xui á thì chị chưa có cháu. Sau này á thì Phương Trinh nó sanh ra thì cô sợ cô còn không biết được thẩm luôn. Tại vì bên kia chưa có cháu thì dành hết rồi, lấy đâu mà bên đây mình được ẩm đâu. Đó, thấy chưa, mẹ chồng nghĩ đơn giản thôi. Yeah. Cái này là tại mình suy diễn cho nên là mình mới nghĩ là nhiều khi là thấy mẹ nghĩ là mẹ thương cháu của anh hai nhiều hơn. Yeah. Không có đâu, nhiều khi mẹ đang nghĩ cho mình đó. Yeah. Cho phía bên ngoài đó. Yeah. Rồi cảm ơn cô dâu rất là nhiều, bây giờ mời cô dâu về lại bên kia nha. Yeah. Khi mà mẹ chồng biết tin con dâu có thai đó thì cảm xúc của mẹ chồng như thế nào? Là làm tiệc ăn liền luôn. Wow. Nói bây giờ là tin vui, có tin vui rồi. Thì ba chồng của Trinh nói bà coi cái gì bà làm tiệc luôn, đãi luôn, ăn mừng có cháu nữa, có thêm người cháu nữa. Giờ mình thông báo với cái bà hàng xóm đó. Dạ đúng rồi. Nhạc rồi đùng rồi. Xong cô làm nick cho nè. Alo dâu tôi Phương Trinh có bầu rồi nha. Kìa đúng không cô? Dằn mặt. Dạ cô, nhưng mà thật ra thì con cũng biết á, là thật ra là những cái cô mà hàng xóm của mình á, gọi là mấy bà hàng xóm á, là thường là người ta cũng là người ta hỏi cho vui thôi, nhiều khi họ cũng có nghĩ gì sâu xa đâu. Con nghĩ là đó là một cái sự vô tư, thường là người ta nghĩ là lấy chồng về rồi phải có baby, sao lâu quá người ta hỏi vậy thôi. Chứ chắc cô không có ý gì, nhưng mà lúc đó thì cảm xúc của cô là sao hả cô? Cô không nói gì hết, cô chỉ nói hô trợ giờ người ta còn đi làm, để coi công việc nó ổn định thì người ta có, từ từ vậy thôi. Mình chỉ nói người ta vậy thôi chứ giờ mình nói sao giờ. Chứ mình nghe người ta nói rồi cái đầu ở đây dâu cũng buồn này nọ. Cô cũng an ủi nó, thì thôi ta nói gì ta nói, chừng nào con có là có, đừng để tâm. Thật ra đôi khi hàng xóm nói gì hội trăm này cũng đúng, hàng xóm cũng chỉ vô tư thôi, vô tình thôi. Ủa sao có con dâu mà sao lâu quá không thấy nó đẻ ta, cũng vô tình vậy thôi. Nhưng mà đôi khi sự vô tình đó nó là một nỗi buồn vô tận của những bà mẹ chồng, thậm chí là áp lực của con dâu luôn. Có rất nhiều câu chuyện cái hậu quả xảy ra lắm, rồi từ đó mẹ chồng mới căng thẳng với con dâu căng thẳng mẹ chồng, rồi tranh luận với nhau, rồi cãi nhau, rồi con dâu bỏ đi về nhà mẹ ruột luôn. Câu chuyện hôm nay nó nhẹ nhàng cũng là nhờ cái sự yêu thương từ bà mẹ chồng này. Hôm nay thì mẹ chồng con dâu vui rồi, rất là vui, hạnh phúc khi mà mình chuẩn bị đón cháu ra đời. Có những cái điều gì mà con dâu gọi là buồn mẹ hay trách mẹ hay là muốn nói gì với mẹ không? Thì nó thật là làm dâu với mẹ là 5 năm rồi. Nhưng mà con thì con cảm thấy là con may mắn khi được làm dâu của ba mẹ.
nỗi buồn thì chắc có lẽ là rất là ít ít mà mình nhiều khi nói hỏi tới nỗi buồn về mẹ thì chắc ngồi phải kiếm suy nghĩ mà không ra. Nhưng mà nói về cái niềm vui ở với mẹ, cái niềm hạnh phúc ở với mẹ thì nó rất là nhiều. May mắn thì được ở với mẹ. Mẹ lo hết mà. Từ anh đến Z, thậm chí giờ có cháu là mẹ lo luôn. Mẹ thoải mái, mẹ phóng khoáng, mà đặc biệt là mẹ hát hay, mẹ thích ca hát. Hát hay luôn hả? Trời ơi, chờ từ nãy giờ đó. Bây giờ hát một câu coi nè. Hôm nay là mình đến đây mình thăm dự mẹ chồng nàng dâu. Thì mẹ xem dâu cũng như là con ruột. Tại vì mình có hai đàn trai, mình không có gái. Thì hôm nay mình xin hát một câu một thôi, giọng cổ là con gái của mẹ. À, hay à. Cái bài hát này nó cũng nói lên là người mẹ ruột thương con chứ không phải là nàng dâu nữa. Mẹ ơi phận gái 12 bên nước, biết bom nào trong biết sông nào đột, biết rối nay mai một ngày con xuất giá theo chồng. Mẹ đã nuôi con nên dốc nên hình, mười mấy năm mẹ cứ mang quản dưỡng, chứ một ngày con đền ta nghĩa ân. Mai một đây con về làm dâu cho thiên hạ, là cả một đời gửi trọn cho người ta. Để mẹ cô đơn kỳ bóng xế tuổi già, ai hầu hạ chăm lo từng ba cơm chén nước. Xin hết. Ngọt ngào quá cô ơi. Là thay mặt là hát cái câu này á, là mà hát cho chị Xui á. À, dạ. Chứ là tự nhiên giờ đó con dâu hát cái câu gì mấy con đi về làm dâu được hát. Thất kỳ luôn. Hát là thay mặt là hát cho tặng bà chị Xui. Không? Hôm nay mẹ có muốn nói điều gì với cô con dâu của mình, căn dặn hay là có điều gì muốn con dâu thay đổi không? Thì hôm nay á, là nhờ cái chương trình mà mẹ chồng nàng dâu thì hai mẹ con mình mới được tâm sự. Thì mẹ cũng khuyên con là bây giờ con cũng sắp sửa là có một bé ra đời. Thì hai vợ chồng là sống hòa thuận, đối với mẹ là niềm hạnh phúc của hai con là niềm hạnh phúc của mẹ. Thì mẹ chỉ mong vậy thôi. Không có cằn nhằn cái nó nhậu nữa. Không có cằn nhằn gì hết. Bây giờ có con thì chắc phải bớt nhậu lại, phải lo cho con thôi. Rồi, hôm nay thì có một sự xuất hiện của một nhân vật tiếp theo nữa. Dạ, bây giờ con sẽ ra mời nhân vật bí mật tới ạ. Không có, chú Linh ơi, không có nhân vật bí mật. Mà có bó hoa bí mật của con dâu chuẩn bị à. Này, của gì đó vậy? Dạ, có quà nữa. Này. Mẹ cười quá rồi, mẹ vui lắm nè. Nhân dịp chương trình thì thay mặt vợ chồng thì con cảm ơn mẹ. Suốt bao nhiêu năm qua mẹ yêu thương con như là con gái ruột vậy. Thì con mong là ba mẹ sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc, sống đời với tụi con. Dạ, con cảm ơn mẹ nhiều. Dạ, cảm ơn con. Không có gì mở ra đi, có mở ra được không? Dạ được. Cái mẹ vui quá trời luôn rồi, mẹ xúc động ha. Wow. Dạ. Dạ. Quá đẹp luôn. Cảm ơn con. Là mẹ xúc động quá. Dạ, cái này mình bất ngờ đúng không cô? Bất ngờ. Dạ, con dâu của mình nó có hay tặng quà cho mình không? Cũng ngày 8 tháng 3 với lại những ngày mà phụ nữ á, như 20 tháng 10 nó cũng tặng quà cho mẹ. Dạ, nhưng mà ngày hôm nay là món quà này đó là một cái món quà tình cảm của cô dâu gửi đến mẹ thôi. Bây giờ tiếp tục là một món quà khác nữa. Cô đến với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu nhiều quà lắm. Dạ, bây giờ con đi lấy cái món quà bí mật cho cô nữa nha. Dạ. Cô mà vô trễ một xíu thôi là con hát bài Duyên Phận rồi. Vậy hả? Dạ, mời cô ạ. Dạ. Ai đây? Dạ, con mời cô. Xin chào. Dạ, cô xin chào chú Bình Minh. Dạ. Nào. Vậy là mẹ của cô dâu phải không ạ? À? Xui. À, bất ngờ không? Bất ngờ. Xúc động. Xúc động. Thế là mình cảm nhận thế nào với những món quà con dâu rồi có thêm bà Xui tới thăm nữa. Này nào mà bất ngờ thiệt.
Em cũng rất là cảm ơn chị đã cho em một bé Trinh là về làm dâu cho em. Thì em cũng rất là cảm ơn là bé Trinh rất là hiền. Đối với lại mẹ chồng với lại làm dâu thì không có còn là mẹ chồng làm dâu nữa. Thì em cũng rất cảm ơn chị đã em xúc động, em không biết nói gì hết trơn. Hồi xưa cũng nói gì đấy. Tôi cũng cũng cảm ơn chị. hai mẹ hôm nay gặp nhau cho nên hai mẹ xúc động. Lớn lên gả đi thì cũng lo chút xíu. Con đó về với chị thì nay cũng 4 năm có rồi. Cũng khó có con cũng hơi hiếm muộn thì chị cũng không có phàn nàn gì về Xu Gia. Nhưng mà giờ chị thương yêu như con gái ruột thì tôi cũng mừng, cũng cảm ơn chị Xu. Dễ thương quá đó. Tất cả chúng ta đều muốn thấy những hình ảnh như thế, mẹ chồng hay là mẹ ruột vẫn như nhau, vẫn cái tình thương bao la đó. Ngày hôm nay thì con muốn nói điều gì với cả mẹ chồng và mẹ ruột của con? Hôm nay là mẹ đến đây là con hơi bị bất ngờ. Dạ. Thì con cũng xin cảm ơn mẹ và cảm ơn mẹ chồng. Thì thật sự nói mẹ chồng nhưng mà đây là hai cái người mẹ yêu thương nhất của con. Thì cảm ơn hai mẹ đã luôn lo lắng, chăm sóc và yêu thương vợ chồng con. Thì con hy vọng một cái điều duy nhất đó chính là sức khỏe của ba mẹ hai bên. Dạ. Con cảm ơn ba mẹ. Cảm xúc mọi người đang dâng trào rồi ha. Hy vọng là người ta cứ giữ mãi những hình ảnh như thế, những tình yêu thương bao la như thế dành cho các thành viên gia đình với nhau từ bên Xu Gia. Và mong rằng chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc và luôn luôn gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống.